Rồi, xin chào anh em. Tiếp nói với cái video vừa rồi của Plug dùng cầu 24 vừa giới thiệu với anh em. Thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu với anh em những cái sản phẩm của Nhật nội địa cũng như là cái thương hiệu của Plug. Thì chuyến này mình về có những cái đầu khẩu bắn máy bù lông. Hôm trước mình có giới thiệu rồi nhưng mà hôm nay mình chưa có lên video, tức là có giới thiệu rồi nên có thể lên website hoặc gọi điện chúng ta đặt hàng cũng được. Thì dùng cầu 24 tiếp tục giới thiệu với anh em một số sản phẩm của Plug cũng như là Tre trong cái video này. Đây thì trước tiên mình sẽ khui ra cái sản phẩm này trước tiên đi. Đó là một cái bộ tiếp của Plug ha, bộ tiếp nội địa Nhật. Cái thương hiệu Plug này thì nó làm nó cái mẫu mã của nó gọi là cổ điển luôn nè ha, cổ điển không có cái cong quẹo hay là gì hết, cho nên là giá thành nó tốt so với một cái bộ nếu mà nội địa Nhật của hãng Kuken hay là Lobster hay gì đó không, thì nó sẽ mắc hơn ha. Cái bộ này thì giá của nó là 3,8 triệu, 3,8 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem coi trong này nó có cái những cái sản phẩm gì mà giá của nó là 3,8 triệu. Tuy nhiên là bộ bộ tiếp rồi nhưng mà trong này ý nó là trong này nó sẽ gồm có những cái gì mà nó bự dữ vậy, bự lắm, bộ này nặng khoảng 10 kg. Cái hộp màu đỏ làm rất là dày và cực kỳ đẹp luôn. Đây, lắc made in Japan. Hãng Black này nó gia công cho một số hãng và một số hãng nổi tiếng của Nhật, mà nó không có thể là bởi vì người ta gia công và cái bí mật của người ta, cho nên là sẽ không có, mình sẽ không biết là nó gia công của cái thương hiệu nào, hãng nào ha. Đây, Black Black là với tiếng Anh là lá cờ đó, nguyên một bộ luôn. Bộ này bao nhiêu em xài rất là ngon. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra, nó bấm cái ấy ở đây nè. Bấm cái kim bấm. Tháo cái bấm này ra nó mới thấy được. Rồi, đây đầu tiên là một cái cần rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn. Cái cần như thế này để những cái mà phía bên trong sâu á thì anh em cứ gắm cái đầu khẩu vô đây và chúng ta cầm này để chúng ta mở nè, thấy không? Đó. Nó mạ rơm rất là đẹp, cái kiểu mạ không phải là bóng như là hàng Đài Loan, kiểu là nó mờ nhìn nó rất là xịn, được dập chìm ha, made in Japan của hãng Black. Cái này nó di động được nha, để chúng ta cầm chúng ta quay như thế này nè, thấy không? Chiều dài của cái cây này á là được 41,5 cm tổng dài cái cây này nè. Bỏ qua một bên. Rồi, như những cái bộ tiếp khác thì chúng ta sẽ có một cái cần 1/2. 1/2 làm rất là đơn giản nhưng mà nó nặng cực kỳ luôn. Xoay 2 chiều. Cái này là bao năm xài không? Ha. Nó là dạng như là đồ đồng của đá đó. Xoay qua 2 chiều. Rồi, đó là cái cần. Và chúng ta sẽ có thanh nó dài, ở đây là có một cái thanh dài rất là dài luôn.
Có một số bộ tiếp nó không có thanh dài mình như thế này, nó tầm khoảng tấc rưỡi à. Còn cái này nó dài chắc mình nghĩ là 2 tấc rưỡi quá, 2 tấc rưỡi cho cái cây này, 2 tấc rưỡi. Cây này thì 1 tấc, 1 tấc 2, cây 2 tấc rưỡi, một cây 1 tấc 2, một cái đầu lắc léo, lắc. Rồi một cái thanh trượt, cái tay trượt cầm. Mã rơm mờ rất là đẹp. Đây, di chuyển quay lại. Và đây là những cái đầu khẩu từ nhỏ tới lớn luôn. Đầu khẩu từ 10 cho đến 32 luôn anh em. Rồi có là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. Dường như là đầy đủ trong một cái bộ như thế này. Đầy đủ cho mình luôn. Anh em thấy nó làm đẹp không? Này nó cái kiểu như là nó tiện á, tiện CNC á, rất đẹp. Hoàn hảo tuyệt đối luôn anh em. Hàng xịn thì nó vậy đó. Nặng lắm, dày cơm à. Này là 8 ly là nhỏ nhất. 10 ly chứ, lộn, 10 ly. 10 ly là nhỏ nhất. Một phần hai nhé anh em, một phần hai cái bộ này đó, cái bộ này giá 3,8 triệu không mắc lắm đâu. Nếu mà nói về hàng xịn, hàng xịn 3,8 triệu anh em cầm ra bộ này, anh em mua cái bộ này là anh em xài suốt không biết chừng nào mới mua lại bộ mới đó. Rồi của Black Made in Japan, một cái hộp kim loại rất là dày, giá là 3,8 triệu. Mã đặt hàng của nó là FN. Rồi không thấy à, bị chỉ mất tiêu rồi. Máy đặt hàng anh em nhắn là 10 gạch 425 nè. 10 gạch 425 ha. 3 triệu 8. Giá là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chưa phí ship. Đấy là cái bộ bộ tiếp. Tiếp tục giới thiệu với anh em, đây là một cái giới thiệu với anh em một cái súng bơm mỡ bò rất là ngộ. Mini. Dùng để anh em cha khi á sửa xe rồi á, mình có cái tiếp mỡ bò mình sạch cho cha phải không, thì cái này nó sẽ để trong cái này rất là gọn như thế này. Và cái bình này nó được gia công, tre này nó gia công của ông Mỹ. Anh em có thể lên mạng và sạch ngay cái này, là cái tờ hướng dẫn của tiếng Anh của Mỹ, sạch ngay cái chữ này là ra ngay Mini Blue Run của Mỹ ha. Cái này nó gia công cho hãng Tre Nhật Bản. Cái này nó dày kinh khủng luôn. Này nè, dày kinh khủng luôn. Mà cái mẫu này là cái mẫu của độc quyền của một cái thương hiệu. Hôm qua mình xem ở trên web, ở trên trên mạng á, trên Google. Nó đơn giản thôi mà nó dày lắm. Để mình lấy cái thước mình kẹp, mình đo thử cái độ dày của cái ống này. Nó dày tới 3 ly rưỡi. Cái này xài không biết nào hư nổi. 3 ly rưỡi cái thành này nè. 3 ly rưỡi. Dùng để bơm mỡ bò để chúng ta tra vô những cái chi tiết nhỏ. Chỉ cần anh em để mỡ bò vô đây. Cái này nó cũng vậy, cái này nó cũng dày kinh luôn. Rồi đồng có đá luôn á. Và anh em lấy một cái vật cái vít cái gì đó, chúng ta đẩy đẩy cho nó lên. Cho nó vô đây rồi là chúng ta chỉ cần bấm như thế này, chúng ta bơm thôi. Bơm thì một cái sợi nhỏ nó sẽ ra đây ha, ra đây để chúng ta bơm, bơm chúng ta ra mỡ bò như thế này nè. Thấy không? Đó. Đơn giản gọn gàng. Cái này chỉ có hãng của Mỹ nó mới làm cái này, và tre nó gia công bởi cái công ty đó đó, mẫu độc quyền. Nó tới ba kiểu đằng, nhưng mà cái tre thì lấy cái mẫu này dùng tra mỡ bò ha, tra mỡ bò vô đây rồi xong rồi bóp ra như thế này. Cái bình này giá của nó ở đây là mình bán là 430 ngàn,
430.000, mã đặt hàng là FNL. Ủa sao cái chiến này mình thấy nó làm cái gì nó mất tiêu trong ta? Đây, anh em nhắn dùm cái mã là 19 gạch 844 đi. 19 gạch 844. 19 gạch 844 ha. Giá 430.000 cho sản phẩm này. Và giá này là giá chưa phí ship. Bao anh em xài nó cứng, nó dày kinh khủng luôn. Lần đầu mình gặp cái bộ cái này nó dày vậy á. Bởi vì mấy cái bình nhớt, bình bơm nhớt của Mỹ đâu á, giá nó cả triệu mấy một. Có anh em người ta mua là 1 triệu mấy, 2 triệu mấy một cái bình không vậy đó, có chút xíu à. Anh em nhắn vô cái mã là 19 gạch 844 nha, 19 gạch 844 đi. Chiếc này chắc mấy mấy bạn quên cái ghi cái mã lên đó này. Rồi, đó là cái bình bơm mỡ. Dụng cụ 24 sẽ giới thiệu với anh tiếp tục một cái sản phẩm nữa của Tre. Đây, cái thương hiệu Tre này thì thường là nó sẽ đi lấy gia công nhiều hãng khác nhau và nó gắn cái tên của nó lên, và những cái hãng có thể là Đài Loan cũng có, Nhật cũng có, Mỹ cũng có, Anh cũng có, nói chung là cái nào chất lượng là nó gom vào đây và giá thành tốt. Giới thiệu với anh em đây là một cái sản phẩm, đó là cái loại sữa ren nè, dũa sữa ren hệ mili Nhật Bản. Sữa ren ốc mình nó bị ngòn, bị dập thì chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta dũa. Thì nó có các bước ren nè, 1 075 2 175 1.5 1.25 3 2.5 đó ha. Hai đầu. Còn đây là cái cán đút vô. Đó, dùng để sửa ren anh em. Rồi, cái này giá 480.000 một cây. Mã đặt hàng của nó SA009. SA009 ha. Giá 480.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chưa phí ship. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới của Sunny. Sunny là một cái công ty nó chuyên về làm những cái, nó bán những cái ống nước, phụ kiện ống nước như là vòi nước các thứ, thì nó sẽ bán thêm những cái đồ này, đó là những cái dụng cụ để mà mở những cái ống nước. Thì đây mình gọi là cái cà lê 3 chiều vặn góc hẹp, tức là ở trên cái lavabo đứng của anh em á, thì nó phía trên khi nó khó thao tác vô thì chúng ta có thể sử dụng cái này, chúng ta bẻ qua 3 chiều. Bây giờ mình sẽ mở này ra, nói chung là nó dặn ở trong góc hẹp hoặc là ở trong cái gì cái bồi xả bồn cầu á, nhiều khi nó anh em không có đút tay vô thì anh em đút cái này vô để mình mở ra. Đây, hàng nội địa Nhật nhưng mình không có chữ Japan con khỉ gì hết trơn. Cái này thì của tầng top nó mắc tiền hơn. Tầng top này nó chỉ có được cái là nó sẽ rút ra rút vô thôi. Cái này nó cố định một chỗ, nó cố định nguyên cái cây này nè. Đó, cà lê gọi là cà lê đoạn đa chiều ha, 3 chiều đa năng. Ốc cỡ là những cái ống cỡ cỡ như ra trong đường nước rồi đó là đưa vô là vừa. Hãng nó cũng đã, cái cỡ này là cỡ sử dụng thường xuyên rồi đó, em kẹp vô này và sử dụng nè. Ví dụ như những góc hẹp chúng ta đứng ở phía bên dưới, ta đẩy lên cờ lê như thế này và ép vô và chúng ta dặn thôi ha, dặn như thế này đó. Cái này thì dặn ngang đa chiều mà 3 chiều như thế này. Sau này Nhật Bản ở trên này thì nó của hãng Nhật, thương hiệu Nhật luôn ha. Nè, mã vạch nó này có thể tra nó cũng được luôn. Ở trên cà lê thì nó không có để japan hay gì hết nha anh em, nhưng mà đây là hàng Nhật 100%. Độ cứng của nó là 40S4, ổ thép của nó là thép S45C nè, của công ty Sanay Nhật Bản. Hàng làm rất là chất lượng nha, có những hàng làm nhìn nó là dởm lắm. Cái này tổng chiều dài của nó là được là đây, nó để cho anh em xem cái thông số nó nè,
260 mm, tức là 2 tấc 6. Cái đường kính của cái cọng này nè, của cái cọng này là 14 ly ha. Rồi nó mở được con ốc ở đây là tối đa là 24 ly nè. Đó. Nè, những cái trường hợp như thế này chúng ta đút vô, chúng ta dặn như thế này, mở ra. Giá của cái cờ lê này là 630 ngàn. 630 ngàn, mã đặt hàng là SE001. SE001. Giá 630, giá chưa ship, chi phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái bộ cờ lê mỏng mới về thêm. Hôm rồi thì anh em đặt không đủ dao. Hôm nay mình về thêm cho anh em của top ha. Top cờ lê xịn này. Hàng chuẩn xịn, chuẩn Nhật. Nó gồm có các số là 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 17, 19, 21. Dùng chúng ta mở những cái rốc hẹp như thế này. Ví dụ như cái ở dưới cái chân của bánh xe như thế này. Cà lê bình thường nó dày tới 3 ly đút vô không được. Ủa dày tới 6 ly, 5 ly nè. Còn cái này thì cà lê này nó dày chỉ có 3 ly thôi. Chỉ có 3 ly thôi. Hoặc là mở những cái này. Hoặc là như thế này. Đó. Hoặc là trong những cái máy file vân vân, trong cà lê mỏng. Cà lê mỏng này thì hàng xịn, cho nên là độ cứng nó rất là tốt. Đây. Đây là cái chữ top ha. Hàng nội địa Nhật nó sẽ của top thì nó không có để gì hết. Sản xuất tại Nhật mà. Bán cho người Nhật 5 cây. Bộ này ngon hơn cái bộ Asahi. 520 ngàn. Mã đặt hàng là TB010. 520 ngàn cho cái bộ 5 cây này ha. Và mình có thêm một cái sản phẩm mới nữa, đó là cái cần lắc léo 1/2 của Tre luôn. Và nó chia ra, nó kéo dài ra được cái 5 khúc. Cần này là nó kéo dài như thế này, kéo ra 1, 2, 3, 4. Và cái nấc này nấc thứ 5. Xài, mình muốn xài ngắn hơn thì chúng ta kéo xuống thành cần ngắn. Kéo xuống nữa thì kéo này xuống này. Ngắn nhất, ngắn nhất của nó là 2 tấc ha. Ngắn nhất của nó là 2 tấc. Dài nhất của nó là được là 32 cm. Dài nhất là 32 cm. Đầu 1/2. Đây. Một cái thương hiệu của Nhật. Đâu rồi? Tre. Rất là dày nha anh em. Cầm cứng cáp lắm. 1/2. Giá của cái cần này là 730 ngàn. Mã đặt hàng của nó là SA004. SA004, 730 ngàn cho cái cần này. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển, chưa phí ship nha, chưa phí ship. Cái này là bên Tre nó bảo hành trọn đời ở bên Nhật đó anh em. Bảo hành trọn đời ở bên Nhật, mình thì không có bảo hành trọn đời à. Ồ, nhầm với anh em là cái này là 3/8 nha. Cần 3/8 chứ phải 1/2 nha. 3/8, 3/8 nó không có 1/2. 3/8. Nó chỉ có một size duy nhất thôi. Rồi, đây là kính lúp mới về thêm của Engineer. Dòng SL72, 615 ngàn. Giá như hôm rồi. Mã đặt hàng là EN003 hoặc là SL71 ở 72. Cán gỗ chuẩn nội địa, đường kính bề ngang này là 70 mm. Đó, độ phóng đại của nó là 3x. Japan. Chưa. Rồi. Vẫn giá như cũ nha anh em, hàng xịn cán gỗ. $615.000 và giá là giá chưa ship. Có thể đặt ở trên website dụng cụ 24.vn hoặc là Shopee dụng cụ Nhật dụng cụ 24 hoặc là Lazada. Em có thể đặt ở đâu cũng được, thuận cho anh em thì anh em đặt. Rồi, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video trong cái ngày hôm nay.
Chúc em có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui nha. Chào anh em.